ngày 28 tháng 3 tại khu phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, công an thị xã Từ Sơn đã phá chuyên án bắt quả tang đối tượng Ngô Thị Thủy, 51 tuổi, ở khu phố Chùa Dậm, phường Đình Bảng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ trên người Thủy một gói ma túy đá và 3 túi ma túy ngựa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thủy, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ số lượng lớn ma túy gồm 2 bánh heroin, 9 gói lớn heroin có tổng trọng lượng hơn 1 kg cùng gần 2.000 viên ma túy ngựa, 1 túi ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Thị Thủy đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Thủy lại tiếp tục cung cấp ma túy số lượng lớn cho các đối tượng khác để bán lẻ trên địa bàn thị xã Từ Sơn và các địa bàn giáp danh.